Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin chia sẻ về một cái thao tác reset về trạng thái ban đầu nhà sản xuất của cái dòng âm ly đa kênh Pioneer VSA920. Thì như anh em đã biết thì đối với những dòng âm ly đa kênh thì trong quá trình sử dụng hoặc là ta cài đặt và điều chỉnh không đúng cách thì nó sẽ sinh ra một số lỗi bên trong, thì bắt buộc ta phải trả về trạng thái mặc định ban đầu của nhà sản xuất. Và hôm nay đó là em làm trực tiếp với cái con âm ly Pioneer VSA920. Và cái thao tác đầu tiên là anh em cắm giùm em là cái dây nguồn sẵn nha. Và ở đây nó sẽ có nút Enter, thì ta nhấn nút Enter. Và sau đó là ta nhấn nút Standby, sau đó ta nhả nút Standby ra và nút Enter vẫn giữ nha. Thì đến một lúc nào đó trên màn hình nó hiển thị cái thông số reset thì ta phải buông ra. Rồi đầu tiên là ta nhấn nút Enter nha. Nhấn nút Standby, nhả ra, vẫn giữ nút Enter. Thì lúc này trên màn hình thì nó hỏi reset ha, thì ta nhấn nút mũi tên ngang reset và sau đó ta nhấn nút Enter. Nhấn Enter. Và như vậy là nó đã xong cái quá trình cài đặt reset về trạng thái nha ban đầu của nhà sản xuất luôn nha anh em. Rồi, nó trở về trạng thái ban đầu. Thì lúc này thì tất cả các cài đặt bên trong nó sẽ reset về mặt định ban đầu hết nha. Rồi thì xin cảm ơn anh em đã bỏ thời gian theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất từ kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.